VinFast bàn giao xe VF7 số lượng lớn và VF7 Hòa Long độc bản. Ngày 19 tháng 5, VinFast bàn giao xe VF7 số lượng lớn cho khách hàng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời bàn giao VF7 Hòa Long độc bản Regal Forest đầu tiên trong số 68 chiếc phiên bản giới hạn. Những chiếc VF7 màu đặc biệt Hòa Long độc bản chờ bàn giao cho khách hàng. VinFast tung ra thị trường phiên bản VF7 màu đặc biệt Hòa Long độc bản Regal Forest với số lượng xe giới hạn chỉ 68 chiếc, được đánh số thứ tự theo công nghệ đặc biệt dành riêng cho chủ sở hữu. VF7 Regal Forest chính thức nhận đặt cọc vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, giá bán tăng 6,8 triệu đồng so với VF7 Plus. Phiên bản này từng lập kỷ lục bán hết 68 xe chỉ sau 22 phút mở bán. Theo VinFast VF7, Hòa Long độc bản là biểu tượng của sự đam mê và lòng kiêu hãnh. Rồng lửa, biểu tượng của một thế giới đầy năng lượng và đam mê không ngừng. Không gian của rồng lửa huyền bí, thách thức, song đầy lôi cuốn, thôi thúc cảm hứng chinh phục mãnh liệt. Sức sống cuộn nhảy của rồng lửa là sự hòa quyện tự nhiên giữa ánh sáng lửa thiêng với nguồn năng lượng của bóng đêm bất tận. Trong thế giới của rồng lửa, năng lượng không biên giới, mạnh mẽ và đầy quyền năng, thách thức mọi bản lĩnh chinh phục và dẫn lối bởi đam mê. VF7 Hòa Long độc bản là biểu tượng của sự đam mê và lòng kiêu hãnh, với thiết kế thời thượng cùng trải nghiệm lái đầy phấn khích, dành cho những người kiên định, bản lĩnh, đam mê và tràn đầy nhiệt huyết. Không chỉ là chủ nhân của một chiếc xe, bạn là duy nhất, độc đáo khác biệt, tự hào với tinh thần làm chủ. Xe thuộc phân khúc CSUV được trang bị động cơ điện có sức mạnh lên tới 349 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm, dẫn động hai cầu toàn thời gian. Có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 5,8 giây. Mỗi lần sạc đầy pin, xe có thể di chuyển quãng đường lên tới 431 km. VinFast VF7 có hai phiên bản gồm Base và Plus, trong đó bản Base có giá 850 triệu đồng, chưa bao gồm pin, và 999 triệu đồng đã bao gồm pin. Bản Plus có giá 999 triệu đồng, chưa bao gồm pin, và 1.199 tỷ đồng đã bao gồm pin. VinFast VF7 Hòa Long độc bản đầu tiên được bàn giao cho khách hàng. VinFast vừa tổ chức bàn giao số lượng lớn xe VF7 cho khách hàng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có phiên bản giới hạn Hòa Long độc bản. Ngày 19 tháng 5, VinFast tổ chức sự kiện bàn giao xe VF7 số lượng lớn cho khách hàng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, bên cạnh xe VF7 Plus, VinFast cũng bàn giao những chiếc VF7 Hòa Long độc bản Regal Forest đầu tiên trong tổng số 68 chiếc phiên bản giới hạn. Trước đó, vào cuối năm 2023, VinFast đã ra mắt mẫu SUV điện VF7 phiên bản màu đặc biệt mang tên Regal Forest, Hòa Long độc bản. Phiên bản này chỉ được sản xuất giới hạn 68 chiếc. Mỗi xe đều sẽ được đánh số thứ tự theo công nghệ đặc biệt dành riêng cho chủ sở hữu. VF7 Regal Forest chính thức nhận đặt cọc vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Giá bán tăng 6,8 triệu đồng so với VF7 Plus. Phiên bản này từng lập kỷ lục bán hết 68 xe chỉ sau 22 phút mở bán. Xe thuộc phân khúc CSUV được trang bị động cơ điện có sức mạnh lên tới 349 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm, dẫn động hai cầu toàn thời gian. Có khả năng tăng tốc 0 đến 100 km/h trong 5,8 giây. Mỗi lần sạc đầy pin, xe có thể di chuyển quãng đường lên tới 431 km. VF7 Regal Forest thu hút ánh nhìn với màu sơn đen tuyền, kết hợp cùng các chi tiết màu vàng sang trọng ở la răng, logo chữ V và đường viền ở mặt ca lăng, đuôi xe. Sự hòa quyện ăn nhập giữa hai tông màu còn mang đến cảm giác thời thượng cao cấp. Bên trong khoang cabin còn thể hiện sự cao cấp với những trang bị vượt tầm phân khúc như màn hình cảm ứng cỡ lớn 12,9 inch, hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD, vô lăng đề cắt thể thao. Giống như bản concept, VinFast cũng trang bị cần số dạng nút bấm ngay dưới màn hình giải trí. Ngoài ra, phiên bản Hòa Long độc bản cũng sở hữu hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với 11 tính năng cơ bản và 15 tính năng nâng cao, bao gồm camera 360 độ, giám sát hành trình thích ứng, phanh tự động khẩn cấp phía trước, cảnh báo trệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa thiếu an toàn, cảnh báo điểm mù. Cùng ngắm cận cảnh phiên bản Hòa Long độc bản vừa bàn giao. Bí mật đằng sau hành trình tạo ra thiết kế VinFast VF7 của Torino Design. Những mẫu xe concept khiến nhiều người cất tiếng wow, nhưng thường không được sản xuất. VinFast VF7 sinh ra để thỏa mãn ước mơ đó khi giữ cái hồn của thiết kế ý tưởng trên xe thương mại. Vẻ đẹp ngoạn mục và cảm hứng từ VinFast VF7 của Torino Design, từ những chiếc máy bay siêu thanh.
Bài phỏng vấn ông Paolo Esmerillo, trưởng bộ phận quản lý dự án Studio Torino Design. Ông định nghĩa thế nào về một chiếc xe đẹp? Với Torino Design, một chiếc xe đẹp phải nổi bật trên đường phố, có những dấu ấn riêng dễ nhận diện. Chúng tôi luôn cố gắng sản phẩm thiết kế hội tụ đủ 4 yếu tố, kiểu dáng tổng thể độc đáo, có chi tiết nhận diện riêng biệt, tinh tế về hoàn thiện và đảm bảo công năng vận hành. Mẫu xe SUV điện VinFast VF7 là ví dụ điển hình của một mẫu xe hội tụ đủ cả 4 yếu tố. Đâu là cảm hứng để Torino Design thiết kế VinFast VF7 và thông điệp muốn gửi gắm là gì? Kiểu dáng của VF7 được lấy cảm hứng từ ngành hàng không vũ trụ, với những đặc điểm về tốc độ và linh hoạt. Từ đó chúng tôi trau chuốt cho từng đường nét thiết kế để mang đến trải nghiệm về nét đẹp hoàn hảo của một chiếc ô tô. SUV này có sự mạnh mẽ ở đầu xe, đậm nét tương lai ở phần đuôi, kết hợp cùng những đường nét sắc cạnh để tạo nên một tổng thể đậm chất thể thao, thu hút mọi ánh nhìn. Hầu hết người dùng đều thích ngắm nhìn những mẫu concept của các thương hiệu bởi vẻ đẹp thuần khiết và tương lai. Tuy nhiên, không phải bản concept nào cũng trở thành xe thương mại hay giữ nguyên cái chất khi sản xuất. VF7 sinh ra để thỏa mãn mong ước đó bởi mẫu xe thương mại không khác biệt so với bản concept. Trên thân xe VinFast VF7 điện hoàn toàn mới, chúng tôi nhận thấy rất nhiều hình khối tam giác được tạo nên từ đường cắt rất mạnh mẽ, tạo cảm giác VF7 giống như phi thuyền không gian vậy. Ông có thể giải thích cụ thể hơn về những chi tiết hay thiết kế đó được không VF7? Bạn thật tinh tế, quả thật là như vậy. Tuy nhiên, hầu như mọi chi tiết của VF7 đều có tính thẩm mỹ rất cao và đặc trưng riêng. Nếu nhìn từ phía sườn xe, các đường gân dập nổi hay các nét cắt, hội tụ tạo góp phần tạo nên các mảng hình tam giác, những mảng khối đó được lấy cảm hứng từ thiết kế của những mẫu máy bay siêu thanh, đặc biệt ở các chi tiết cánh, động cơ phản lực. Điều đó giúp cảm nhận về tốc độ và sự linh hoạt của VF7 càng trở nên rõ nét hơn, trong khi đó đuôi xe giống cánh máy bay. Liệu người lái VF7 sẽ cảm nhận được điều gì khi dùng mẫu xe này? Chắc chắn là sự phấn khích rồi. VF7 tối ưu về khí động học và mạnh gấp 2-3 lần xe xăng cùng phân khúc. Thiết kế đậm chất công nghệ, tương lai và thể thao càng làm bạn phấn khích hơn. Khi bạn ngồi sau vô lăng, bạn sẽ cảm thấy như làm chủ, chinh phục tất cả các cung đường vậy. Hệ thống HUD và không gian thiết kế cũng được tối giản, giúp bạn hoàn toàn tập trung vào việc lái xe. Trong quá trình thiết kế nên VF7, đâu là vấn đề khó khăn nhất? Và Torino Design đã giải quyết bài toán này ra sao? Quá trình thiết kế VF7 quả thực đầy thách thức ở cả góc độ thẩm mỹ và kỹ thuật. Về thẩm mỹ, thách thức với chúng tôi là làm sao thiết kế phải đẹp theo năm tháng nhưng vẫn phải cá tính và mang đậm hơi hướng tương lai. Thiết kế phần đầu xe cũng là thách thức không nhỏ. Với chiều dài không quá lớn, chúng tôi phải trang bị đầy đủ chi tiết từ hệ thống cản trước, đèn pha tới lưới tản nhiệt cảm biến nhưng vẫn phải đảm bảo tối ưu về khí động học và đáp ứng các kết quả thử nghiệm va chạm ở mức cao nhất. Sự vững chãi trên VF7 cũng là một vấn đề quan trọng. Cảm giác này trên xe có được là nhờ việc đội ngũ thiết kế đã quyết định tăng chiều rộng xe thêm 70mm. Một phần của chiều rộng trên được dùng để cải thiện không gian nội thất, phần còn lại để mở rộng tấm chắn bùn phía sau xe. Về khí động học, phía Torino Design đã làm gì để tạo nên sự đặc biệt cũng như hiệu suất tối ưu trên VF7 thưa ông? Trên VF7, đội ngũ thiết kế đã tối ưu khả năng khí động học ở từng góc cạnh, đơn cử như nắp capo thiết kế thấp, chuyển tiếp mượt mà với khu vực kính chắn gió giảm áp suất, mui xe thiết kế theo hướng vuốt dần về sau, cánh lưới lướt gió nhỏ, kéo dài tạo nên các vòng xoáy không khí phía trên và sau xe, tay nắm cửa ẩn và gạt mưa ẩn phía sau cũng giúp tăng chỉ số này, đồng thời giúp VF7 cũng trở nên thanh lịch ưa nhìn hơn. Góc đầu xe VF7 cũng được bo tròn, trong khi góc phía đuôi xe là các cạnh thẳng đóng vai trò như cánh gió để tạo dòng chảy không khí tốt nhất. Ngoài ra, từng chi tiết từ bánh xe, kính xe tới gương chiếu hậu đều phải tinh chỉnh để giảm tiếng ồn và cho khả năng khí động học tối ưu nhất. Bên cạnh ngoại thất, nội thất trên VF7 cũng là điểm gây ấn tượng đặc biệt với công chúng. Bí mật của Torino Design nằm ở đâu? Điểm đặc biệt trên VF7 là thiết kế hướng tới người lái, vũ trụ phi đối xứng. Nhiều mẫu xe cũng được nói tới với triết lý này nhưng lại không đáp ứng được nhiều tiêu chí. Nội thất trên VF7 thể hiện sự tối giản và thể thao về mọi mặt. Giao diện HMI, Human Machine Interface, trên xe tập trung ở cùng một khu vực phía trước với tất cả thao tác về thông tin giải trí, phím bấm chuyển số HUD. Thiết kế này giúp người lái tận hưởng tối đa cảm giác thể thao khi cầm lái VF7, dễ dàng điều khiển các tác vụ mà không bị mất tập trung. Trong khi đó, nhờ tối ưu về thiết kế,
Các vị trí hành khách cũng được đảm bảo về sự rộng rãi, thoải mái để tận hưởng những tiện nghi hàng đầu trên ô tô. Thực tế, để làm nên một tác phẩm như VF7, Torino Design đã phải trải qua quá trình làm việc ra sao? Để giải quyết những bài toán ấy, tất cả nhóm thiết kế của Torino Design đã cùng góp ý tưởng. Chúng tôi đã dành hơn 80.000 giờ làm việc cho toàn dự án phát triển VF7 để có được mẫu xe như hiện tại. VinFast VF7 là sản phẩm của 80.000 giờ thiết kế đầy đam mê. VinFast VF7 đi 600 km, rẻ hơn 150 triệu so với giá mới. Người bán khẳng định đây là chiếc cũ đầu tiên trên thị trường. Với chiếc VinFast VF7 phiên bản mua pin này, chủ sau sẽ không phải lo nghĩ đến chi phí hàng tháng. Trên thị trường xe cũ vừa xuất hiện một chiếc VinFast VF7 với mức odo chỉ 600 km. Ngay lập tức, chiếc VF7 trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng. Theo người bán cho biết, chiếc VinFast VF7 Plus dù là chiếc đầu tiên được bán trên thị trường ô tô đã qua sử dụng. Được biết, chiếc VF7 thuộc dạng mua pin, vì thế giá niêm yết của xe là 1,199 tỷ đồng. Hiện tại, chiếc VinFast VF7 được chào bán với giá 1,050 tỷ đồng, chưa qua thương lượng. Chiếc VinFast VF7 hiếm hoi được bán lại khi mới ra mắt chưa lâu. Với mức odo chỉ 600 km, theo như người bán chia sẻ, tình trạng của chiếc VinFast VF7 đề cập trong bài viết gần giống xe mới. Xe sở hữu màu sơn đen bóng, phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED hình cánh chim đặc trưng của VinFast. Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và có tính năng sấy mặt gương, mâm xe dạng 5 chấu, kích thước 20 inch. Những hình ảnh bên trong khoang nội thất chưa được tiết lộ. Người bán cho biết nội thất chiếc VF7 Plus sở hữu màu đen, tạo sự đồng nhất với bên ngoài. Với quãng đường di chuyển chỉ 600 km, nhiều khả năng sự xuống cấp nơi nội thất gần như bằng không. Nội thất bên trong thiết kế hướng về phía người lái, vô lăng thể thao dạng đi cắt. Kích thước nhỏ và có thể điều chỉnh 4 hướng. Xe không có bảng đồng hồ, thay vào đó là hệ thống hiển thị thông tin lên kính lái HUD. Giống như những mẫu ô tô điện khác của VinFast, VF7 cũng trang bị màn hình trung tâm kích thước lớn, loại 12,9 inch. Ngoài ra, nội thất của VF7 Plus cũng sở hữu nhiều tiện nghi hiện đại khác như hệ thống điều hòa hai vùng, lọc không khí, phanh tay điện tử, sạc không dây, dàn âm thanh 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh. VinFast VF7 Plus trang bị hai động cơ điện có tổng công suất 349 mã lực và mô men xoắn 500 Nm cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe mất 5,8 giây để tăng tốc 0 đến 100 km/h, vận tốc tối đa 175 km/h, pin dung lượng 75,3 kWh cho phép VF7 Plus di chuyển quãng đường tối đa 431 km một lần sạc đầy, tiêu chuẩn WLTP. Xe chỉ mất hơn 24 phút để sạc từ 10 đến 70% pin. Danh sách trang bị an toàn bao gồm 8 túi khí cùng ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống lật. Đặc biệt, bản Plus có gói công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với 11 tính năng cơ bản và 15 tính năng nâng cao. Ở thời điểm giao xe, VF7 Plus sẽ có sẵn các tính năng ADAS cơ bản như giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo trệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, phanh tự động, camera 360 độ. Các tính năng khác sẽ được hãng cập nhật miễn phí từ xa trong năm nay. Xếp Torino Design bóc VinFast VF7, thân xe nhiều hình tam giác và điều dị thường hiếm ai thực hiện. Một nhân sự cấp cao tại Torino Design đã chia sẻ về ý đồ thiết kế VinFast VF7. Mới đây, ông Paolo Ismariglio, trưởng bộ phận quản lý dự án tại Studio Torino Design, đã có một cuộc phỏng vấn về thiết kế của VinFast VF7. Torino Design là một studio thiết kế xe nổi tiếng tại Ý, đã từng làm việc với nhiều thương hiệu lớn trên thế giới. VinFast VF7 là một trong các dự án mà Torino Design đã thực hiện. Trong cuộc phỏng vấn, ông Paolo Ismariglio chia sẻ về cảm ứng tạo nên thiết kế VF7 và những điều thú vị khác. Giữ nguyên chất thiết kế từ xe concept. Ông định nghĩa như thế nào về một chiếc xe đẹp? Với Torino Design, một chiếc xe đẹp phải nổi bật trên đường phố, có những dấu ấn riêng dễ nhận diện. Chúng tôi luôn cố gắng sản phẩm thiết kế hội tụ đủ 4 yếu tố, kiểu dáng tổng thể độc đáo, có chi tiết nhận diện riêng biệt, tinh tế về hoàn thiện và đảm bảo công năng vận hành. VF7 là ví dụ điển hình của một mẫu xe hội tụ đủ cả 4 yếu tố. Đâu là cảm hứng để Torino Design thiết kế nên VF7 và thông điệp muốn gửi gắm là gì?
Kiểu dáng của VS-7 được lấy cảm hứng từ ngành hàng không vũ trụ với những đặc điểm về tốc độ và linh hoạt. Từ đó chúng tôi trau chuốt cho từng đường nét thiết kế để mang đến trải nghiệm về nét đẹp hoàn hảo của một chiếc ô tô. SUV này có sự mạnh mẽ ở đầu xe, đậm nét tương lai ở phần đuôi, kết hợp cùng những đường nét sắc cạnh để tạo nên một tổng thể đậm chất thể thao, thu hút mọi ánh nhìn. Hầu hết người dùng đều thích ngắm nhìn những mẫu concept của các thương hiệu bởi vẻ đẹp thuần khiết và tương lai. Tuy nhiên, không phải bản concept nào cũng trở thành xe thương mại hay giữ nguyên cái chất khi sản xuất. VF7 sinh ra để thỏa mãn mong ước đó bởi mẫu xe thương mại không khác biệt so với bản concept. Trên thân xe VF7, chúng tôi nhận thấy rất nhiều hình khối hình tam giác được tạo nên từ đường cắt rất mạnh mẽ, tạo cảm giác VF7 giống như phi thuyền không gian vậy. Ông có thể giải thích cụ thể hơn về những chi tiết hay thiết kế đó được không VF7? Bạn thật tinh tế, quả thật là như vậy. Tuy nhiên, hầu như mọi chi tiết của VF7 đều có tính thẩm mỹ rất cao và đặc trưng riêng. Nếu nhìn từ phía sườn xe, các đường gân dập nổi hay các nét cắt hội tụ tạo góp phần tạo nên các mảng hình tam giác. Những mảng khối đó được lấy cảm hứng từ thiết kế của những mẫu máy bay siêu thanh, đặc biệt ở các chi tiết cánh, động cơ phản lực. Điều đó giúp cảm nhận về tốc độ và sự linh hoạt của VF7 càng trở nên rõ nét hơn. Trong khi đó, đuôi xe giống cánh máy bay. Liệu người lái VF7 sẽ cảm nhận được điều gì khi dùng mẫu xe này? Chắc chắn là sự phấn khích rồi. VF7 tối ưu về khí động học và mạnh gấp 2-3 lần xe xăng cùng phân khúc. Thiết kế đậm chất công nghệ, tương lai và thể thao càng làm bạn phấn khích hơn. Khi bạn ngồi sau vô lăng, bạn sẽ cảm thấy như làm chủ, chinh phục tất cả các cung đường vậy. Hệ thống HUD và không gian thiết kế cũng được tối giản, giúp bạn hoàn toàn tập trung vào việc lái xe. Triết lý vũ trụ phi đối xứng. Trong quá trình thiết kế nên VF7, đâu là vấn đề khó khăn nhất và Torino Design đã giải quyết bài toán này ra sao? Quá trình thiết kế VF7 quả thực đầy thách thức, ở cả góc độ thẩm mỹ và kỹ thuật. Về thẩm mỹ, thách thức với chúng tôi là làm sao thiết kế phải đẹp theo năm tháng, nhưng vẫn phải cá tính và mang đậm hơi hướng tương lai. Thiết kế phần đầu xe cũng là thách thức không nhỏ, với chiều dài không quá lớn. Chúng tôi phải trang bị đầy đủ chi tiết, từ hệ thống cản trước, đèn pha tới lưới tản nhiệt cảm biến, nhưng vẫn phải đảm bảo tối ưu về khí động học và đáp ứng các kết quả thử nghiệm va chạm ở mức cao nhất. Sự vững chãi trên VF7 cũng là một vấn đề quan trọng. Cảm giác này trên xe có được là nhờ việc đội ngũ thiết kế đã quyết định tăng chiều rộng xe thêm 70mm. Một phần của chiều rộng trên được dùng để cải thiện không gian nội thất, phần còn lại để mở rộng tấm chắn bùn phía sau xe. Về khí động học, phía Torino Design đã làm gì để tạo nên sự đặc biệt cũng như hiệu suất tối ưu trên VF7 thưa ông? Trên VF7, đội ngũ thiết kế đã tối ưu khả năng khí động học ở từng góc cạnh, đơn cử như nắp capo thiết kế thấp, chuyển tiếp mượt mà với khu vực kính chắn gió giảm áp suất, mui xe thiết kế theo hướng vuốt dần về sau, cánh lướt gió nhỏ, kéo dài tạo nên các vòng xoáy không khí phía trên và sau xe. Tay nắm cửa ẩn và gạt mưa ẩn phía sau cũng giúp tăng chỉ số này, đồng thời giúp VF7 cũng trở nên thanh lịch, ưa nhìn hơn. Góc đầu xe VF7 cũng được bo tròn, trong khi góc phía đuôi xe là các cạnh thẳng đóng vai trò như cánh gió để tạo dòng chảy không khí tốt nhất. Ngoài ra, từng chi tiết từ bánh xe, kính xe tới gương chiếu hậu đều phải tinh chỉnh để giảm tiếng ồn và cho khả năng khí động học tối ưu nhất. Bên cạnh ngoại thất, nội thất trên VF7 cũng là điểm gây ấn tượng đặc biệt với công chúng. Bí mật của Torino Design nằm ở đâu? Điểm đặc biệt trên VF7 là thiết kế hướng tới người lái, vũ trụ phi đối xứng. Nhiều mẫu xe cũng được nói tới với triết lý này nhưng lại không đáp ứng được nhiều tiêu chí. Nội thất trên VF7 thể hiện sự tối giản và thể thao về mọi mặt. Giao diện HMI, Human Machine Interface, trên xe tập trung ở cùng một khu vực phía trước. Với tất cả thao tác về thông tin giải trí, bấm chuyển số, HUD, thiết kế này giúp người lái tận hưởng tối đa cảm giác thể thao khi cầm lái VF7, dễ dàng điều khiển các tác vụ mà không bị mất tập trung. Trong khi đó, nhờ tối ưu về thiết kế, các vị trí hành khách cũng được đảm bảo về sự rộng rãi, thoải mái để tận hưởng những tiện nghi hàng đầu trên ô tô. Thực tế, để làm nên một tác phẩm như VF7, Torino Design đã phải qua quá trình làm việc ra sao? Để giải quyết những bài toán ấy, tất cả nhóm thiết kế của Torino Design đã cùng đóng góp ý tưởng. Chúng tôi đã dành hơn 80.000 giờ làm việc cho toàn dự án phát triển VF7 để có được mẫu xe như hiện tại. 7 lý do nên mua ngay VinFast VF7 trong tháng 12. Ưu đãi 30 triệu đồng và 1 năm sạc pin công cộng miễn phí, hỗ trợ trả góp tới 80% giá trị xe với lãi suất cố định 8% trong 18 tháng đầu.
người mua VinFast VF7 chỉ cần bỏ ra từ 164 triệu đồng để có cơ hội nhận được mẫu xe mạnh nhất, phân khúc C-SUV trước Tết Nguyên đán. Dưới đây là 7 lý do người dùng không nên bỏ lỡ VinFast VF7 trong tháng 12 năm 2023. Mẫu xe đang được đánh giá là lựa chọn tốt nhất phân khúc C-SUV hiện nay. 1. Ưu đãi 30 triệu đồng giúp giá lăn bánh thấp hơn giá niêm yết. Theo chính sách ưu đãi dành cho khách hàng tiên phong đặt cọc mua xe VF7 trước ngày 31 tháng 12 năm 2023 mà VinFast đang áp dụng, khách hàng sẽ được giảm ngay 30 triệu đồng trừ thẳng vào giá xe khi đặt cọc 50 triệu đồng, cùng với việc lệ phí trước bạ cho xe điện đang được áp mức 0%, giá lăn bánh của VF7 nhờ đó sẽ thấp hơn giá niêm yết. Cụ thể, chi phí lăn bánh VF7 thuê pin chỉ từ 823,4 triệu đồng cho bản Base và 972,4 triệu đồng cho bản Plus. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, giá lăn bánh sẽ cao hơn khoảng 19 triệu đồng do bị áp mức phí cấp biển số cao hơn. Mức giá lăn bánh này hiện tốt hơn nhiều so với các mẫu xe sang cùng phân khúc và sẽ còn tốt hơn nữa khi sang năm 2024, các mẫu xe sang sẽ không còn được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ nữa, dẫn tới giá lăn bánh đội lên từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. 2. Miễn phí sạc pin công cộng, vận hành cả năm với chi phí 0 đồng. Bên cạnh ưu đãi 30 triệu đồng, VinFast cũng miễn phí 1 năm sạc pin tại trụ sạc công cộng cho khách tiên phong mua VF7 trong tháng 12. Ưu đãi này được đánh giá rất thiết thực, bởi nếu khách mua VF7 cả pin, chi phí năng lượng sẽ là 0 đồng trong năm đầu tiên. Còn nếu thuê pin, người dùng chỉ cần chi 2,9 triệu đồng một tháng cho quãng đường di chuyển lên đến 3.000 km. Đây cũng là mức chi phí rất thấp, bởi so với cùng quãng đường di chuyển, những mẫu xe xăng cùng phân khúc sẽ phải tiêu tốn ít nhất 6,6 triệu đồng chi phí nhiên liệu, trung bình 2.200 đồng một km. Sau năm đầu tiên, người dùng VF7 mua pin chỉ cần bỏ ra chi phí sạc điện khoảng 533 đồng một km là có thể đi bất cứ đâu. Nếu lựa chọn hình thức thuê pin với quãng đường di chuyển 3.000 km một tháng, người dùng chỉ phải chi tổng cộng khoảng 4,5 triệu đồng một tháng, bao gồm 2,9 triệu đồng tiền thuê bao pin và khoảng 1,6 triệu đồng tiền sạc. Các mức này đều thấp hơn rất nhiều so với chi phí nhiên liệu của những mẫu xe xăng cùng phân khúc. Ngoài ra, do có cấu tạo đơn giản hơn so với xe xăng, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng của xe điện sẽ tiết kiệm hơn khoảng 40% so với xe xăng cùng phân khúc. 3. Nhận xe trước Tết. Nhận xe mới để du xuân đón Tết là ưu thế để VF7 thu hút khách hàng đặt cọc trong thời điểm cuối năm. Thay vì phải tốn thêm chi phí để nhận xe sớm như với một số dòng xe xăng trên thị trường, người mua VF7 được bàn giao ngay trước Tết Nguyên đán để sẵn sàng cho các cung đường du xuân. Anh Hoàng Sơn tại Hải Phòng cho biết, bản thân đã bị thiết kế cá tính và sức mạnh vượt trội của VF7 chinh phục. Do đó, anh đã không ngần ngại đặt cọc một chiếc VF7 màu đỏ cho gia đình. Hào hức vì là một trong những khách hàng tiên phong có cơ hội nhận xe ngay trước Tết Nguyên đán. Anh cho hay, cả gia đình anh đã sẵn sàng cho những hành trình du xuân vãn cảnh, thăm họ hàng dịp Tết năm nay trên chiếc xe điện VF7 thân thiện với môi trường. 4. Chính sách trả góp ưu việt, sở hữu VF7 chỉ từ 164 triệu đồng. Để tạo điều kiện cho khách hàng có cơ hội sở hữu và sử dụng dòng xe điện chất lượng, an toàn với chi phí tối ưu, VinFast kết hợp với các đối tác ngân hàng đang mang đến chương trình trả góp ưu việt cho VF7. Cụ thể, khách hàng nhận được mức hỗ trợ vay tối đa lên đến 80% giá trị xe, thời hạn vay 7 năm, lãi suất cố định 8% trong 18 tháng đầu. Nhờ đó, khách hàng chỉ cần trả trước từ 164 triệu đồng là đã có thể sở hữu dòng xe mạnh bậc nhất thị trường để phục vụ cho việc đi lại của gia đình ngay trong Tết này. Theo tính toán, với khoản vay tối đa 80% giá trị chiếc VF7 bản Base, thuê pin tương đương 656 triệu đồng và thời hạn vay 7 năm, thì trong 18 tháng đầu, cả gốc và lãi, mỗi tháng khách hàng chỉ phải trả 9,28 triệu đồng. 5. Sức mạnh không đối thủ tại phân khúc C-SUV. Sở hữu cỗ máy kỳ vĩ bậc nhất trong phân khúc là ấn tượng chung của chuyên gia xe và khách hàng trong các buổi lái thử VinFast VF7. Phiên bản VF7 Plus sở hữu hai motor điện cho tổng công suất 349 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, giúp xe có sức mạnh gấp 2 đến 3 lần so với các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ C, thậm chí vượt trội hơn nhiều xe cỡ D. VF7 sở hữu sức mạnh động cơ ngang với những xe sang có giá vài tỷ. Anh Hòa, một khách hàng tại Hà Nội, chia sẻ ngay sau khi nhận được trải nghiệm mẫu xe SUV điện của VinFast. Điều này cũng được nhiều chuyên gia và những người am hiểu về xe xác nhận.
đưa VF7 Plus trở thành mẫu xe hiệu suất cao, có giá bán hấp dẫn nhất thị trường. 6. Thiết kế thời thượng, nổi bật trên đường phố. Được chắp bút bởi studio danh tiếng Torino Design của Ý, không ngạc nhiên khi VinFast VF7 nhận nhiều lời khen từ cộng đồng với thiết kế thời thượng đẹp nhất phân khúc. Ngoại thất VF7 nổi bật với dải đèn LED hình cánh chim đặc trưng của VinFast, mui xe vuốt xuôi về phía sau kiểu couple, cùng hốc bánh xe lớn, la răng hợp kim lên tới 20 inch, góp phần tạo nên vẻ đẹp mạnh mẽ và thể thao. Trong khi đó, nội thất của xe cũng được lòng nhiều khách hàng bởi triết lý hướng tới người lái cũng như đề cao tính cá nhân hóa. Xe có 6 lựa chọn màu ngoại thất, 2 màu nội thất cho khách hàng lựa chọn. 7. Trạm sạc rộng khắp, bảo hành và hậu mãi vượt trội. Hiện nay, VinFast đang quy hoạch triển khai 150.000 cổng sạc tại 63 tỉnh thành, phủ đủ 106 tuyến quốc lộ và cao tốc. Khoảng cách di chuyển giữa hai trạm sạc tại 80 thành phố trên toàn quốc là không quá 3,5 km. Do đó, khách hàng hết sức thuận tiện trong việc sạc pin tại trạm sạc công cộng cũng như di chuyển giữa các tỉnh thành. Bên cạnh đó, VinFast đang cung cấp cho khách hàng mua VF7 một loạt chính sách hậu mãi đặc biệt, tốt bậc nhất thị trường như cứu hộ 24/7, dịch vụ sửa chữa lưu động Mobile Service, sạc pin lưu động 24/7 Mobile Charging, chính sách cam kết mua lại sau 5 năm. Mẫu xe SUV thuần điện của VinFast cũng nhận được mức bảo hành lên đến 10 năm. Đây được coi là những chính sách hậu mãi vượt trội nhằm mang đến sự an tâm, thảnh thơi và hài lòng cho khách hàng trong suốt thời gian sử dụng. Chào mừng các bạn đến với bản tin kinh doanh của Độc Đáo TV. Trước khi đến với những thông tin nóng sẽ có trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm đăng ký để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết. VinAI ra mắt bộ sản phẩm trí tuệ nhân tạo tại CES 2022. Trong 3 ngày diễn ra sự kiện CES 2022 từ ngày 6 tháng 1 đến 8 tháng 1 năm 2022, VinAI, công ty công nghệ thuộc tập đoàn Vingroup, đã giới thiệu tới công chúng thế giới bộ sản phẩm gồm Smart Mobility, dòng sản phẩm dành cho ô tô thông minh, Smart Data, dòng sản phẩm dành cho việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, và Smart Edge, dòng sản phẩm dành cho phân tích dữ liệu hình ảnh. Cụ thể, Smart Mobility bao gồm hai sản phẩm hệ thống giám sát người lái và hệ thống giám sát toàn cảnh 360 độ. Hệ thống giám sát của người lái của VinAI có thể nhận diện các trạng thái và hành vi nguy hiểm của người lái như buồn ngủ, mệt mỏi, sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông, từ đó đưa ra các cảnh báo kịp thời. Theo VinAI, hệ thống này có thể tích hợp dễ dàng với nhiều nền tảng phần cứng, giúp các nhà sản xuất ô tô tối ưu hóa chi phí chuyển đổi. Cùng với đó, Smart Data là nền tảng phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo dựa trên những dữ liệu thông minh cung cấp trọn bộ tính năng cần thiết để phát triển sản phẩm công nghệ trí tuệ nhân tạo, từ lựa chọn và chú thích dữ liệu, phát triển mô hình, xác thực, triển khai và giám sát. Cuối cùng là Smart Edge, dòng sản phẩm dành cho phân tích dữ liệu hình ảnh. VinAI áp dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cấp những đôi mắt kỹ thuật số. Dòng sản phẩm Smart Edge là giải pháp phân tích video đa vật thể, ứng dụng mô hình học sâu để biến đổi các camera và các thiết bị kiểm soát quyền truy cập thông thường dành cho những hệ thống thông minh. Sản phẩm cho phép chuyển đổi hình ảnh thành thông tin dữ liệu chi tiết để tạo ra những giá trị kinh doanh cho doanh nghiệp. Theo tiến sĩ Bùi Hải Hưng, giám đốc điều hành của VinAI, các sản phẩm trí tuệ nhân tạo của VinAI đang nhận được sự đánh giá tích cực từ phía khách hàng và các đối tác về mặt hiệu quả, chi phí cũng như thời gian thích hợp. Sau BMW và Porsche, mình nhựa tiếp tục giao bán VinFast Lux SA2.0 chạy lướt. Một người chuyên kinh doanh xe hơi tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây tiết lộ doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh, hay còn gọi là Minh Nhựa, đã chia tay với VinFast Lux SA2.0 sau gần một năm sử dụng. Đáng chú ý, xe còn khá mới bởi chỉ lăn bánh tổng quãng đường là khoảng 6.000 km. Theo người bán chia sẻ, chủ xe tương lai của chiếc VinFast Lux SA2.0 này sẽ được tặng kèm một chiếc thùng đựng đá do công ty của Minh Nhựa sản xuất, có tên là Fame Discovery Vietnam Edition, lấy được cảm hứng từ nhiều danh lam thắng cảnh trong nước. Trong thời gian gần đây, Minh Nhựa liên tục giao bán những chiếc xe trong bộ sưu tập của mình với tình trạng siêu lướt. Trong đó, vào tháng 11 năm 2021, chiếc BMW Z4 đã chia tay vì đại gia này sau một năm về garage, order chỉ dừng ở mức 900 km. Hay cách đây một tuần là chiếc Porsche Cayenne Coupe đã đi tổng quãng đường là 3.000 km cũng sau một năm tậu về garage. Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao Minh Nhựa giao bán xe trong bộ sưu tập thời gian gần đây. Có phỏng đoán cho rằng vị đại gia này đang dọn chỗ để đón các siêu phẩm mới về Cara trong thời gian tới. Một trong số đó là Mercedes-AMG GT R Pro.
dựa vào những bộ mâm trước VinFast Lux SA 2.0 của Minh Nhựa thuộc phiên bản cao cấp, được dán đề can đen bóng cho phần nắp capo và nóc xe. Phần đầu xe vẫn nổi bật với cụm lưới tản nhiệt và hệ thống chiếu sáng LED tạo hình chữ V. Bộ móng là loại 7 chấu đơn phay xước hai tông màu, kích thước 20 inch, lớn hơn bản tiêu chuẩn 1 inch. Cụm đèn hậu LED có cùng thiết kế với dòng sedan Lux A 2.0. Doanh nghiệp Mỹ đầu tiên đặt mua 100 chiếc xe điện VinFast. Ngay sau màn ra mắt của VinFast tại CES Artemis NGA, công ty phân tích lâm sàng Trends đã thỏa thuận đăng ký đặt hàng 100 chiếc xe điện VinFast phục vụ cho hoạt động của công ty. Các mẫu xe được Artemis DNA chọn là VF6, VF7, VF8 và VF9. VF8 và VF9 theo giá VinFast công bố. Dự kiến Artemis DNA sẽ nhận lô xe đầu tiên vào quý 4 năm 2022. Với quyết định đăng ký đặt mua 100 xe, Artemis DNA đã trở thành khách hàng doanh nghiệp đầu tiên của VinFast tại Mỹ tính đến thời điểm hiện tại. Bà Emily Thái, người thành lập và giám đốc điều hành Artemis DNA cho biết mong muốn được hợp tác với VinFast, cùng theo đuổi mục tiêu chung là thúc đẩy một tương lai bền vững và lành mạnh hơn cho hành tinh. Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Tổng Giám đốc VinFast Toàn cầu cũng chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng khi xe điện của VinFast được nhận rất nhiều phản hồi tích cực từ Artemis DNA và khách hàng Mỹ ngay khi chúng tôi ra mắt tại CES 2022 ở Las Vegas. Điều này cho thấy sự tin tưởng và đón nhận của khách hàng Mỹ với thương hiệu VinFast và chất lượng xe điện của chúng tôi." VinFast hé lộ thông số VF6 và VF7. Có dẫn động 4 bánh, nhiều trang bị xịn, đấu nhóm SUV cỡ B và C. Trong khuôn khổ triển lãm Los Angeles Auto Show 2022 tại Mỹ, VinFast đã công bố thông số kỹ thuật cơ bản của VF6 và VF7. Giống VF8 và VF9, VinFast VF6 sẽ được bán ra thị trường với hai phiên bản, Eco và Plus. Bản Eco sử dụng động cơ điện có công suất 174 mã lực và mô men xoắn 250 nanomet. Trong khi đó, bản Plus dùng động cơ điện cho công suất 201 mã lực và mô men xoắn 310 nanomet. Cả hai phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước. VinFast VF6 sở hữu kích thước tổng thể với chiều dài là 4.238mm, chiều rộng 1.820mm và chiều cao là 1.594mm, cùng với trục cơ sở là 2.730mm. Với kích thước trên, VinFast VF6 thuộc phân khúc SUV crossover cỡ B ngang với Kia Seltos, Hyundai Creta. Bên trong khoang cabin, bản Eco có ghế bọc nỉ kết hợp da thân thiện với môi trường. Còn bản Plus có ghế bọc da thân thiện với môi trường và cửa sổ trời toàn cảnh. VinFast VF6 có 5 chỗ ngồi, một số tính năng có thể quan sát được qua hình ảnh như màn hình thông tin giải trí kích thước lớn, cân số và phanh tay điện tử. Vô lăng tích hợp ga tự động, hiển thị thông tin trên kính lái. Trước đó, VinFast VF6 đã được trưng bày và chạy thử nghiệm tại nhà máy của hãng ở Hải Phòng. Thông số kỹ thuật cơ bản của VinFast VF7 cũng đã được công bố. Phiên bản Eco trang bị động cơ điện cho công suất 201 mã lực và mô men xoắn 310 nanomet, hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản Plus trang bị động cơ điện cho công suất 349 mã lực và mô men xoắn 500 nanomet, hệ dẫn động 4 bánh. Kích thước tổng thể với chiều dài là 4.545mm, chiều rộng 1.890mm và chiều cao là 1.635mm, cùng với trục cơ sở là 2.840mm. Như vậy, VinFast VF7 ngang cỡ với nhóm Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Kia Sportage. VinFast VF7 cũng có 5 chỗ ngồi, bản Eco dùng ghế nỉ, còn bản Plus dùng ghế da và có cửa sổ trời toàn cảnh. Ngoài những trang bị và tính năng tương tự VF6, xe còn có thêm sạc không dây. VinFast VF7 là mẫu xe được rất nhiều khách hàng mong chờ bởi kích thước và khoảng giá phù hợp với đa số khách hàng cùng thiết kế ấn tượng. Từ cafef.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. VinFast thông báo đổi tên VF6 Base và VF7 Base. Từ ngày 12 tháng 4 năm 2024, VinFast đổi tên hai mẫu xe điện VF6 Base và VF7 Base thành VF6S và VF7S. Việc đổi tên này nhằm mục đích định vị rõ ràng hơn phân khúc khách hàng mà mỗi mẫu xe hướng đến, đồng thời mang đến cho khách hàng những trải nghiệm phù hợp nhất với sở thích và nhu cầu. VF6S nâng tầm trải nghiệm gia đình, dành cho khách hàng mong muốn sở hữu một mẫu xe gia đình rộng rãi, tiện nghi, mang đến trải nghiệm lái xe thoải mái và an toàn. VF7S
bứt phá giới hạn, thỏa mãn đam mê, dành cho khách hàng yêu thích phong cách thể thao, năng động, đồng thời mong muốn trải nghiệm cảm giác lái xe phấn khích và đầy hứng khởi. VF6S và VF7S sở hữu những ưu điểm nổi bật của dòng xe điện VinFast bao gồm ngôn ngữ thiết kế hiện đại, tinh tế, mang đến vẻ ngoài sang trọng và thu hút mọi ánh nhìn, trang bị nhiều tiện nghi cao cấp, màn hình cảm ứng, ghế da cao cấp, điều hòa tự động hai vùng độc lập, mang đến một không gian nội thất tiện nghi và thoải mái. Khả năng vận hành mạnh mẽ, linh hoạt, khả năng sạc nhanh giúp tối ưu thời gian di chuyển, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng. Chi phí vận hành thấp hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Ngoài ra, VinFast cung cấp nhiều gói bảo hành và dịch vụ hậu mãi hấp dẫn cho khách hàng. Cùng với VF6 Plus và VF7 Plus, VF6S và VF7S sẽ bổ sung thêm sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng, đáp ứng mọi nhu cầu và sở thích. Chúng tôi cam kết tiếp tục mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, khẳng định vị thế tiên phong trong ngành xe điện Việt Nam. VinFast VF7 Hỏa Long độc bản hết hàng sau 22 phút mở bán. 68 chiếc VF7 Dragon Focus Hỏa Long độc bản, phiên bản màu đặc biệt chào năm mới 2024 đã cháy hàng chỉ sau chưa đầy 30 phút mở bán. Sau khi xuất hiện đầy ấn tượng trên sân khấu đại nhạc hội 8 Wonder hồi tháng 12 năm ngoái, VF7 Dragon Focus Hỏa Long độc bản chào năm Giáp Thìn 2024 chính thức bán vào trưa ngày 1 tháng 1 năm 2024. Chỉ 22 phút sau khi mở cổng đăng ký, toàn bộ 68 chiếc VF7 đặc biệt đã có chủ. Tốc độ chốt đơn trung bình chỉ khoảng 20 giây một xe. Được xem là một trong những đợt bán hàng chóng vánh nhất của VinFast nói riêng cũng như thị trường ô tô nói chung. Theo giới quan sát, số lượng giới hạn cùng điểm nhận ấn tượng ở nội, ngoại thất khiến VF7 phiên bản rồng nhanh chóng cháy hàng. Hơn thế nữa, khởi đầu năm mới bằng việc sở hữu mẫu xe gắn với hình tượng Hỏa Long còn mang lại niềm tin về một năm tràn đầy năng lượng và sáng tạo bất tận cho chủ xe. VF7 Dragon Focus thu hút ánh nhìn với màu sơn đen tuyền kết hợp cùng các chi tiết màu vàng sang trọng ở la răng, logo chữ V và đường viền ở mặt ca lăng đuôi xe. Sự hòa quyện ăn nhập giữa hai tông màu còn mang đến cảm giác thời thượng cao cấp. Theo công bố của nhà sản xuất, VF7 Hỏa Long độc bản sẽ có những chi tiết đặc biệt ở nội thất dành cho chủ xe. Bên cạnh đó, cabin còn thể hiện sự cao cấp với những trang bị vượt tầm phân khúc như màn hình cảm ứng cỡ lớn 12,9 inch, hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD, vô lăng Decat thể thao. Giống như bản concept, VinFast cũng trang bị cần số dạng nút bấm ngay dưới màn hình giải trí. Hơn thế nữa, bản thân VF7 là mẫu xe được đánh giá đáng tiền hàng đầu phân khúc CSUV hiện nay. VF7 Dragon Focus dựa trên phiên bản Plus nên có sức mạnh 349 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Với thông số này, CSUV VinFast không có đối thủ xứng tầm ở phân khúc. Thậm chí, khi so với một số mẫu xe sang thể thao giá cao hơn gấp 3-4 lần, VF7 Plus cũng không hề kém cạnh. Trong một thử nghiệm thực tế, xe điện của VinFast thể hiện khả năng tăng tốc 0-100 km/h vượt trội so với SUV thể thao Đức chứ danh. VF7 Dragon Focus được trang bị bộ pin dung lượng 75,3 kWh cho quãng đường di chuyển tối đa mỗi lần sạc đầy lên đến 431 km. Xe có tùy chọn sử dụng trần kính toàn cảnh hoặc mui thông thường. Bên cạnh các tính năng an toàn cơ bản như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát chống lật, VF7 có thêm gói hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS. Những tính năng nổi trội của gói ADAS có thể kể đến giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, phanh tự động khẩn cấp phía trước, hệ thống camera 360 độ. Đáng chú ý, VF7 hỗ trợ trợ lý ảo tiếng Việt, tương tự các dòng xe khác của VinFast, mang đến sự thân thiện và tiện nghi cho người dùng. Chủ xe hoặc hành khách có thể ra lệnh bằng tiếng Việt để xe thực hiện một số tác vụ thay vì phải thao tác bằng tay. So với các mẫu xe bán trên thị trường, đây là điểm vượt trội hoàn toàn. Với sự xuất hiện VF7 Dragon Focus, Hỏa Long độc bản, VinFast cho thấy tinh thần sáng tạo và sự đổi mới không ngừng để mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, giá trị nhất. VinFast VF7 lần đầu lộ diện tại Việt Nam, SUV điện được nhiều người mong chờ nhất có tùy chọn dẫn động 4 bánh cùng cỡ CX-5 và Tucson. VinFast VF7 có kích thước tương đồng nhóm SUV crossover hạng C,
như Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Kia Sportage. Sáng ngày 30 tháng 4, hình ảnh VinFast VF7 nằm trên xe chuyên dụng tại Việt Nam lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên VinFast VF7 bị bắt gặp ở Việt Nam. Xe có màu sơn xám tối, khá giống với mẫu concept đã nhiều lần được trưng bày tại các triển lãm lớn trên thế giới. Trên website chính thức, VinFast công bố sẽ mở bán VF7 tại thị trường Việt Nam, nhưng chưa tiết lộ thời gian cụ thể. Xe thuộc phân khúc SUV crossover hạng C, ngang ngửa với Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Honda CR-V, thậm chí là cả VinFast VF e34. Kích thước tổng thể dài, nhân rộng, nhân cao lần lượt là 4545 x 1890 x 1635 mm, chiều dài cơ sở 2840 mm. Mẫu xe này có hai phiên bản Eco và Plus. Được định vị phân khúc trên nên dáng vẻ VinFast VF7 hiện đại và thời trang hơn so với VF6 và VF5. Xe được thiết kế bởi studio nổi tiếng thế giới Torino Design. Ngoại thất trang bị giải LED định vị hình cánh chim quen thuộc, phần mui vuốt xuôi về sau kiểu copper. Kính hông được nối với kính hậu khá độc đáo. Mâm xe có 3 tùy chọn, 19 inch, 20 inch và 21 inch. Nội thất thiết kế tối giản đặc trưng của xe điện. Trung tâm bảng táp lô là màn hình giải trí cảm ứng 12,9 inch đối với bản Eco và 15 inch đối với bản Plus. Cần số và phanh tay dạng điện tử cùng một số tính năng đáng chú ý như hiển thị thông tin lên kính lái SUD, vô lăng tích hợp ga tự động và sạc không dây. VinFast VF7 bản Eco dùng ghế nỉ, còn bản Plus dùng ghế da và có cửa sổ trời toàn cảnh. VinFast VF7 phiên bản Eco trang bị động cơ điện cho công suất 201 mã lực và mô men xoắn 310 nanomet. Hệ dẫn động cầu trước, phiên bản Plus trang bị động cơ điện cho công suất 349 mã lực và mô men xoắn 500 nanomet. Hệ dẫn động 4 bánh, khi sạc đầy pin, phạm vi hoạt động của VF7 Eco lên tới 450 km, trong khi con số trên phiên bản Plus đạt 341 km. Một số hình ảnh chi tiết VinFast VF7 concept. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. VinFast VF7 mạnh ngang những mẫu xe nào trên thị trường xe Việt. Sở hữu cỗ máy mạnh 349 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm, mẫu ô tô điện mới nhất của VinFast VF7 có khả năng tăng tốc 0 đến 100 km/h chỉ trong 5,8 giây. Những thông số này tương đương với các mẫu xe sang châu Âu có giá tầm 4 đến 5 tỷ đồng. VinFast VF7 có hai phiên bản gồm Base và Plus. Trong đó, phiên bản Plus hướng đến những khách hàng mong muốn sở hữu một chiếc xe mạnh mẽ, cá tính nhằm thỏa mãn đam mê, phong cách riêng của bản thân. Do đó, mẫu xe này được trang bị tới hai động cơ điện cho tổng công suất tối đa 349 mã lực và mô men xoắn cực đại lên tới 500 Nm. Đáng chú ý, để sở hữu cỗ máy có thông số tương tự thế này, người tiêu dùng trước đây sẽ phải bỏ ra tối thiểu 4 đến 5 tỷ đồng cho các mẫu xe xăng của các thương hiệu châu Âu như Mercedes-Benz, BMW, Audi, Land Rover. Tuy nhiên, với VF7 Plus, mức giá lăn bánh cho mẫu ô tô điện mạnh ngang xe sang này chỉ từ 991 triệu đồng, lựa chọn thuê pin nhờ được miễn phí trước bạ, đồng thời được VinFast ưu đãi 30 triệu cho những khách hàng đặt cọc trước 24 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2023. Dưới đây là 4 mẫu xe sang có sức mạnh động cơ tương đương VinFast VF7 Plus đang bán trên thị trường. Dẫu rằng thực tế, VF7 chưa thể so sánh về độ rộng rãi, chất liệu nội thất và hàm lượng tính năng như các mẫu xe sang, song sự tương đương về sức mạnh động cơ cũng được coi là chỉ số quan trọng, cho thấy sự đáng giá của mẫu xe ô tô Việt trong mắt người tiêu dùng. Mercedes-Benz S-Class, giá tham khảo hơn 5 tỷ đồng. Mercedes-Benz S-Class là dòng xe sedan, hạng sang nổi tiếng của thương hiệu Đức. Trên hai phiên bản mới nhất S450 và S450 Luxury, hãng xe Đức sử dụng động cơ 3.0 lít cho công suất tối đa 367 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 500 Nm. Sức mạnh này giúp chiếc xe có trọng lượng hơn 2 tấn có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km với thời gian chưa đầy 6 giây. Cũng giống như các phiên bản trước đó, S-Class vẫn giữ được thiết kế mượt mà. Tuy nhiên, về trang bị tiện nghi, một số tính năng như massage cho hàng ghế trước đã bị cắt bớt. Đây là thiếu sót khá đáng tiếc cho mẫu xe có giá lên tới hơn 5 tỷ đồng. BMW X5 2023, giá tham khảo hơn 4,7 tỷ đồng. BMW X5 vẫn được khá nhiều khách hàng tại Việt Nam ưa chuộng. Dù phiên bản đầu tiên đã ra mắt cách đây 2 thập kỷ, ở phiên bản BMW X5 2023,
mẫu SUV hạng sang vẫn giữ vẻ ngoài không có nhiều khác biệt phiên bản cũ với tạo hình vuông vức và cứng cáp. Sức mạnh của BMW X5 đến từ động cơ Twinpower Turbo, dung tích 3.0 lít, 6 xi lanh với công nghệ tăng áp cuộn kép. Nhờ đó, cả hai phiên bản của X5 đều có cùng sức mạnh 340 mã lực và 450 Nm xoắn cực đại. Cỗ máy Đức có mức giá niêm yết từ 4,2 tỷ đồng, cộng với các khoản phí trước bạ, đăng kiểm biển số. Để sở hữu BMW X5 phiên bản rẻ nhất, người dùng sẽ phải chi số tiền là hơn 4,7 tỷ đồng. Audi Q7 2023 giá tham khảo hơn 4,2 tỷ đồng. So với BMW X5, Audi Q7 2023 có sức mạnh tương đương với động cơ 3.0 lít, giúp sản sinh 340 mã lực và mô men xoắn cực đại 500 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 5,9 giây. Audi Q7 2023 vẫn giữ thiết kế khỏe khoắn như những phiên bản trước. Tuy nhiên, nhược điểm hàng ghế ba hẹp, chật chội vẫn chưa được cải thiện. Ngoài ra, các trang bị trên phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe hạng sang này cũng bị đánh giá là nghèo nàn. Muốn có thêm tính năng, chủ xe phải chấp nhận chi thêm khoảng nửa tỷ đồng. Hiện nay, Audi Q7 đang được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản là Audi Q7 Advanced 45 TF SE Quattro và Audi Q7 55 TF SE Quattro với mức giá niêm yết từ 3,7 đến 4,2 tỷ đồng. Giá lăn bánh sau khi tính các khoản phí sẽ đội lên mức 4,2 đến 4,7 tỷ đồng. Range Rover Sport 2023 giá tham khảo hơn 7,7 tỷ đồng. Range Rover Sport 2023 nhận được nhiều chú ý khi chính thức trình làng thị trường Việt Nam hồi đầu năm nay. Trong 4 phiên bản ra mắt, 3 phiên bản là SE, HSE, Autobiography cùng trang bị động cơ P360 với 6 xi lanh, dung tích 3.0 lít, cho công suất 355 mã lực và mô men xoắn cực đại 500 Nm. Tại Việt Nam, Range Rover Sport 2023 nằm trong phân khúc SUV hạng sang cỡ trung, tức là cạnh tranh cùng BMW X5 và Audi Q7. Tuy nhiên, giá của những chiếc xe Anh Quốc cao hơn khá nhiều, nằm trong khoảng từ 7 đến 7,7 tỷ đồng, tương đương với giá lăn bánh từ 7,7 đến 8,6 tỷ đồng. Bởi thế, dù có sức mạnh khủng và thiết kế hầm hố, nhưng Range Rover Sport 2023 khá kén khách. Ngoài mức giá lăn bánh chưa tới 1 tỷ đồng, mẫu ô tô điện VinFast VF7 còn có lợi thế ở chi phí sử dụng rẻ hơn nhiều so với xe xăng. Mức chi phí năng lượng bao gồm cả chi phí sạc và thuê pin của VF7 Plus chỉ khoảng 1.552 đồng 1 km, thấp hơn khoảng 30-50% so với xe xăng cùng phân khúc C. Ngoài ra, trong khi đa số các dòng xe xăng trên thị trường hiện chỉ được bảo hành từ 3-5 năm hoặc 100.000-150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, VF7 Plus được VinFast áp dụng chế độ bảo hành chính hãng 10 năm hoặc 200.000 km, đồng thời pin kèm xe được bảo hành 10 năm, không giới hạn số km. Ngoài ra, hãng xe điện Việt Nam còn cung cấp một loạt dịch vụ chăm sóc khách hàng độc đáo như sửa chữa lưu động Mobile Service, sạc pin lưu động Mobile Charging, cứu hộ 24/7. VinFast sẽ nhận đặt cọc cho mẫu VF7 từ 12 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2023 đến hết 24 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2023. Dự kiến bản giao xe cho những khách hàng đầu tiên trước Tết Nguyên đán. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. VinFast VF7 và Toyota Prius hợp bất ngờ trong diện mạo siêu xe. Thiết kế Ferrari Purosangue thuộc diện ấn tượng nhất trong đội hình hiện tại của ngựa trồm vì bộ khung SUV và sự thể thao mạnh mẽ nổi bật. Tuy nhiên, sẽ thế nào nếu vẫn bộ khung trên được áp dụng vào ngôn ngữ thiết kế của các thương hiệu khác như Toyota, Lamborghini hay cả VinFast? Những hình ảnh phác thảo vui sau đây có thể cho ta câu trả lời. Hãy xem Ferrari Purosangue mang thiết kế Toyota trước. Một điểm trùng hợp khá thú vị giữa mẫu SUV Ý và một mẫu xe vừa ra mắt của hãng là Toyota Prius đời mới là đèn pha cực kỳ mảnh mai, được kết nối bởi một dải đen chạy giữa, tạo ra một khu vực nhìn như cánh gió trước của xe đua F1. Phía sử dụng thiết kế này đầu tiên là Ferrari VSF 90 Stradale 2019 bắt đầu khai mở hướng đi trên. Cũng bởi vậy, việc ghép mặt Ferrari Purosangue vào bộ khung Toyota Prius hay ngược lại là cực kỳ dễ dàng. Ta cũng có thể thấy dàn đèn trên kết hợp rất hài hòa với cản trước bên dưới, cũng như nối dài xuống hông sau. Chuyển sang Ferrari Purosangue cho mình hai Lamborghini, cụ thể hơn là với bộ khung chính của Urus Performante, bản facelift của chiếc SUV vừa ra mắt cuối tháng 9. Dù sự âm hố của cả hai vẫn tạo nên một giao diện giao điểm nhấn, phong cách dữ dằn của Urus không thực sự phù hợp với đường nét tròn trịa
hài hòa mà Ferrari Purosangue tạo nên. Thiết kế mà Ferrari Purosangue phù hợp nhất lại bất ngờ không tới từ một hãng xe thể thao mà lại tới từ VinFast. Đầu xe VinFast VF7 kết hợp với thiết kế Ferrari Purosangue lại cực kỳ hợp với giải đèn hình chữ V tô điểm hoàn hảo cho capo dài hay cản trước thể thao. Lần đầu tiên lộ diện nội thất của 3 mẫu xe ô tô điện mới toanh của VinFast. VF5 không có bệ đậu tay như VinFast Fairview, cần số là lưỡi gạt hết sức lạ lẫm, cửa sổ trời toàn cảnh. Nội thất của VinFast VF5, VF6 và VF7 phản ánh được xu hướng tối giản của xe điện khi hầu hết các tính năng đều được tích hợp vào màn hình trung tâm. Tương tự như VF9, 3 mẫu xe ô tô điện hoàn toàn mới của VinFast là VF5, VF6 và VF7 đều bị che kín đi nội thất bởi vì đây chưa phải là phiên bản sản xuất thương mại. Thế nhưng, người dùng hoàn toàn có thể xem trước nội thất của 3 mẫu xe này thông qua máy tính bảng đặt tại gian hàng VinFast tại triển lãm CES 2022. Trong đó, VinFast VF5 thuộc phân khúc SUV hạng A nhỏ nhất trong dàn sản phẩm ô tô điện toàn cầu của hãng xe VinFast. Mẫu xe này đóng vai trò thay thế cho VinFast Fairview khi mà VinFast ngừng bán xe xăng vào cuối năm 2022. Nội thất ở bên trong được phối màu theo đen cam giống với ngoại thất bên ngoài. Điểm đáng chú ý nhất đó là khoang cabin của VinFast VF5 là cụm đồng hồ LCD phía sau vô lăng. Trang bị này không có ở các mẫu xe trong cùng phân khúc. Vô lăng dạng D-cut kết hợp với nút bấm điều khiển hệ thống giải trí, không có các tính năng hỗ trợ lái như ga tự động. Màn hình giải trí hướng về phía người lái, cần số và phanh tay điện tử được tích hợp dạng lẫy gạt ngay ở bên dưới màn hình giải trí. Bên cạnh đó thì núm xoay điều khiển hệ thống giải trí, nút bấm đèn khẩn cấp và khóa hạ kính được đặt cạnh khay đựng cốc giống như VF8 và VF9. Cũng tương tự với Fairview, VinFast VF5 không được trang bị bệ đỡ tay ở trung tâm, tựa đầu 5 vị trí ngồi có thể điều chỉnh được độ cao. VinFast VF6 nằm ở phân khúc trên, VinFast VF6 hứa hẹn sẽ có nhiều tính năng và trang bị hơn so với VF5. Nội thất của VinFast VF6 sở hữu màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn hơn, tích hợp luôn với cụm đồng hồ giống như các mẫu xe đàn anh của mình. Còn cách đặt cần số thì giống với VF5. Và nhờ vào việc đưa cần số lên cao, thế nên phần bảng điều khiển ở bên dưới được loại bỏ trên cả VF5 và VF6, giúp cho việc di chuyển giữa ghế lái và ghế phụ trở nên thuận tiện hơn. Vô lăng thì sở hữu nhiều tính năng hơn với ga tự động và theo dõi làn đường. Chiếc xe có cửa sổ trời kéo dài tới tận cả hàng ghế sau, cả hàng ghế trước và hàng ghế sau đều có bệ đỡ tay. VinFast VF7. VinFast VF7 là chiếc xe nằm ở phân khúc SUV hạng C. Và chiếc xe này thì không liên quan với mẫu VinFast VF E34 đang được bán tại thị trường Việt Nam. Nội thất ở bên trong cao cấp với bảng điều khiển trung tâm liền mạch, màn hình giải trí trung tâm có kích thước lớn, toàn bộ nội thất được bọc da màu đen đỏ. Về vô lăng, cần số và màn hình tương tự với chiếc VinFast VF6. Qua hình ảnh ta cũng có thể thấy VinFast VF7 lớn hơn một cách đáng kể về cả chiều dài và chiều rộng so với hai mẫu xe đàn em của mình và hứa hẹn sẽ mang tới một không gian thoải mái cùng tiện nghi nhất có thể cho người dùng. VinFast VF6 và VF7 lộ giá bán tại Mỹ dự kiến từ 700 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với Hyundai Kona EV IONIQ 5. Giá bán của hai mẫu xe điện Việt VinFast VF6 và VF7 đã chính thức được tiết lộ, thu hút nhiều người quan tâm. Mới đây, giá bán hai mẫu xe VinFast VF6 và VF7 tại thị trường Mỹ đã bất ngờ được đăng tải trên trang web của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ SEC. Theo tài liệu được đăng tải trên trang web của SEC, mức giá bán được tiết lộ chỉ dành cho phiên bản Eco của hai mẫu xe này tại thị trường Mỹ. Cụ thể, VinFast VF6 bản Eco sẽ có giá bán kèm pin là 34.000 USD, tương đương khoảng 805 triệu đồng. Giá bán kèm pin sau trợ giá của mẫu xe điện này là 31.250 USD, khoảng 740 triệu đồng. Bên cạnh đó, VinFast còn so sánh giá bán và thông số kỹ thuật của VF6 Eco với một số đối thủ tại thị trường Mỹ. Qua đó, xét về giá bán có thể thấy VinFast VF6 Eco có giá bán rẻ hơn Hyundai Kona EV 2023 bản SEL 37.300 USD, Kia Niro 2023 bản Win RWD 39.550 USD, Jeep Cherokee 34.895 USD và Mercedes-Benz GLA 37.500 USD. Trong khi đó, giá bán của mẫu xe điện VF7 bản Eco kèm pin là 40.200 USD, khoảng 952 triệu đồng. Sau trợ giá, mẫu ô tô điện này sẽ được bán với giá 37.450 USD, khoảng 886 triệu đồng. Trong tài liệu được đăng tải, giá bán của VinFast VF7 bản Eco rẻ hơn Mercedes EQB 300 Formatic Premium 54.500 USD, Hyundai IONIQ 5 SE
RWD 45.500 USD và Volkswagen ID.4 Pro RWD 43.995 USD. Tuy nhiên, trong tài liệu trên, VinFast không cho biết thông tin giá bán VinFast VF6 và VF7 Plus cao cấp. Ngoài ra, tại thị trường Mỹ, VinFast VF6 sẽ được áp dụng chính sách bảo hành cho pin là 7 năm, không giới hạn số km. Trong khi đó, chính sách bảo hành cơ bản cho xe là 7 năm hoặc 87.000 dặm, tương đương 140.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước. Đối với VF7, chính sách bảo hành cho pin là 10 năm, không giới hạn số km. Chính sách bảo hành cơ bản cho xe là 10 năm hoặc 125.000 dặm, hơn 201 km, tùy theo điều kiện nào đến trước. Được định vị trong phân khúc SUV thuần điện cỡ B, VinFast VF6 sở hữu chiều dài 4.238mm, chiều rộng 1.820mm, chiều cao 1.594mm và chiều dài cơ sở 2.730mm. Cung cấp sức mạnh cho VF6 bản Eco là motor điện mạnh 130kW, khoảng 174 mã lực và mô men xoắn cực đại 250 nanomet. Hai con số tương ứng của VinFast VF6 Plus là 201 mã lực và 310 nanomet. Dù ở phiên bản nào, VinFast VF6 cũng dùng hệ dẫn động cầu trước FWD và được trang bị cụm pin có dung lượng khả dụng là 59,6 kWh. Nhờ đó, bản Eco có thể chạy được 399 km sau khi sạc đầy pin và bản Plus là 381 km. Những trang bị đáng chú ý của mẫu xe điện này bao gồm điều khiển bằng giọng nói dạng trợ lý ảo, ứng dụng di động, cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, hỗ trợ lái trên đường cao tốc cấp độ 2, giữ xe ở giữa làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp. VinFast VF7 sử dụng motor điện đặt cầu trước cho công suất 150 kW, khoảng 201 mã lực và mô men xoắn cực đại 310 nanomet với bản Eco. Trong khi đó, VF7 Plus có thêm motor điện nằm trên cầu sau, tạo ra công suất tổng cộng 260 kW, khoảng 349 mã lực và mô men xoắn cực đại 500 nanomet, cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Cả hai phiên bản VinFast VF7 có cụm pin có dung lượng 75,3 kWh. Bản Eco đi được 450 km và Plus là 431 km. Theo chu trình thử nghiệm WLTP tại châu Âu, tại thị trường Việt Nam, giá bán của VF6 và VF7 vẫn chưa được VinFast công bố. Theo kế hoạch, trong tháng 3 năm 2023 này, hãng sẽ bắt đầu mở cọc cho VF6. Từ Cà Phê S, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. VinFast VF7 chính thức ra mắt tại Việt Nam, giá từ 850 triệu, thuê pin từ 2,9 triệu, bản sao trước Tết. VinFast VF7 sẽ có hai phiên bản gồm Base và Plus, giá cao nhất là 1,199 tỷ đồng, đã bao gồm pin. VF7, chiếc xe được nhiều người đánh giá là đẹp nhất trong giải sản phẩm xe điện của VinFast, vừa chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đây là mẫu xe điện thứ 6 của VinFast, giúp hãng hoàn thiện giải sản phẩm khi phủ đầy đủ các phân khúc từ A đến E. Xe có hai phiên bản gồm Base và Plus, giá lần lượt 850 triệu và 999 triệu, chưa pin và đã gồm pin cho bản Base, và 999 triệu và 1,199 tỷ đồng, chưa pin và đã bao gồm pin cho bản Plus. Với khách hàng sử dụng gói thuê pin, VinFast áp dụng hai gói gồm 2,9 triệu đồng một tháng cho quãng đường tối đa 3.000 km một tháng và 4,8 triệu một tháng nếu khách đi nhiều hơn 3.000 km. Mức cọc thuê pin là 41 triệu đồng, hoàn cọc khi khách dừng thuê, trả pin hoặc chuyển nhượng xe và pin cho người khác. VinFast cho biết sẽ chính thức nhận đặt cọc xe từ ngày 2 tháng 12 và bàn giao trước Tết âm lịch. Khách cọc 50 triệu không hoàn hủy, nhận ưu đãi 30 triệu trừ vào giá xe, miễn phí 1 năm sạc pin. VF7 được định vị ở phân khúc SUV cỡ C, chưa có đối thủ chính thức tại Việt Nam. Tuy nhiên khi bán ra, có thể xe sẽ cạnh tranh với một số mẫu xe xăng cùng cỡ như Honda CR-V, Hyundai Tucson, Ford Territory hay Mazda CX-5. Mẫu xe này được Torino Design chắp bút thiết kế, nổi bật với giải LED hình cánh chim đặc trưng, mùi vuốt xuôi về phía sau kiểu coupe, hốc bánh xe lớn, mâm tối đa 20 inch tạo vẻ thể thao. Xe có kích thước các chiều là 4.545 x 1.890 x 1.635,75 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm, khoảng sáng gầm 190 mm. Bên trong cabin, VinFast bố trí màn hình cảm ứng 12,9 inch, hệ thống hiển thị kính lái HUD, vô lăng D-CAT 2 tông màu và dàn phím chuyển số dạng phím dàn piano. Người dùng có thể chọn 6 màu ngoại thất, 2 màu nội thất, tùy chọn trần kính panorama trên bản Plus.
Về vận hành, bản Base dùng động cơ đơn công suất 174 mã lực, mô men xoắn 250 Nm, trong khi bản Plus dùng động cơ đôi, công suất 349 mã lực, mô men xoắn 500 Nm, dẫn động 2 cầu toàn thời gian. Bản Base dùng pin 59,6 kWh cho quãng đường di chuyển 375 km mỗi lần sạc, còn bản Plus dùng pin 75,3 kWh, quãng đường di chuyển 431 km. Xe được trang bị hệ thống trợ lái nâng cao ADAS với 11 tính năng cơ bản và 15 tính năng nâng cao bản Plus. Trong đó, các tính năng cơ bản sẽ có sẵn khi mở bán, còn lại sẽ cập nhật từ xa vào năm 2024. Các tính năng này gồm giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, phanh tự động khẩn cấp phía trước, hệ thống camera 360 độ. VinFast VF7 được bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km, pin bảo hành 10 năm. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. VinFast VF7 có gì khác so với VF E34? Hai mẫu SUV điện hạng C của VinFast mang phong cách thiết kế đối lập, trong đó VF7 tỏ ra hiện đại và cao cấp hơn VF E34. Trong số 3 mẫu xe vừa được VinFast giới thiệu tại triển lãm CES 2022, VF7 là cái tên nổi bật hơn cả nhờ kiểu dáng ấn tượng và bắt mắt. Ngoài ra, VinFast VF7 còn được nhiều khách hàng Việt Nam quan tâm khi cùng là SUV hạng C giống như mẫu VF E34 đang bán tại thị trường trong nước. VinFast VF7 trẻ trung và hiện đại hơn VF E34. Ban đầu, VinFast công bố tân binh thứ 3 trình làng tại CES 2022 là VF E34P. Và mẫu xe này từng được đồn đoán là phiên bản quốc tế của VinFast VF E34 với một vài sửa đổi về kiểu dáng và trang bị. Tuy vậy, VF E34P đã trở thành VF7 và hoàn toàn khác biệt so với VF E34. Có thể nói, VF7 và VF E34 là hai mẫu xe độc lập, không có bất cứ mối liên hệ nào về ngôn ngữ thiết kế. Cụ thể, VinFast VF7 có ngoại hình năng động hơn người anh em VF E34. Dù tổng thể phần đầu và bên hông không có quá nhiều đường gân nổi dập, VF7 vẫn được mang dáng vẻ khỏe khoắn nhờ tạo hình mang hơi hướng SUV Line Cooper, nắp capo kéo dài kết hợp cùng với hốc bánh và bộ la răng cỡ lớn. Đáng chú ý, đặc điểm nhận diện của xe VinFast là cụm đèn định vị trên VF7 được tạo hình hiện đại hơn với dải LED to bản, trải dài ở cả trước và sau xe. Ngoài ra, cụm đèn chiếu sáng có hình đa giác thay vì kiểu giọt nước như ở VF E34, còn đèn hậu được bố trí ẩn vào hai bên hốc, cản sau, trông khá lạ mắt. Điều này trái ngược với diện mạo của VF E34 với các gân nổi dập nối tiếp với nhau ở mặt ca lăng, cản trước và hai bên hông cần trụ xe. Đồng thời, nhằm tối ưu không gian nội thất nên VinFast VF E34 có kiểu dáng tổng thể trông đầy đặn hơn VF7 vốn mang phong cách thể thao. Nội thất cao cấp và nhiều tiện nghi. Với việc chiếc VinFast VF7 trưng tại CES 2022 được khóa kín cửa, nội thất của mẫu xe điện này chỉ có thể được hình dung qua hình ảnh mô phỏng do nhà sản xuất cung cấp. Điểm nổi bật mà khoang lái VF7 sở hữu là phong cách bố trí tối giản, sang trọng, tương tự như hai mẫu xe đàn anh VinFast VF8 và VF9. Bằng táp lô có các đường nét thanh thoát, ngay giữa là màn hình cảm ứng cỡ lớn hình chữ nhật nằm ngang và nghiêng về hướng người lái. Ngay bên dưới màn hình là cụm cần số điện tử dạng nút bấm, khác với dạng cần số nút xoay của VF E34. VinFast VF7 cũng không có bảng đồng hồ tốc độ. Thông tin vận hành sẽ hiển thị trên kính lái thông qua chức năng HUD. Trong khi đó, cụm nút chức năng được bố trí ngay cạnh bệ tựa tay, thuận tiện cho việc thao tác sử dụng hơn cho VinFast VF E34. Những trang bị của VinFast VF7 khác biệt so với VF E34 được thể hiện qua hình ảnh phác thảo khoang lái của cửa sổ trời toàn cảnh, nội thất bọc da phối với hai màu, ghế ngồi trước có tựa đầu riêng có thể điều chỉnh. Thông số và khả năng vận hành chưa được công bố. Đến nay, thông tin về VinFast VF7 khá hạn chế khi xe còn ở dạng nguyên mẫu trưng bày. Nhà sản xuất chưa hé lộ bất cứ thông số kỹ thuật nào. Về mặt kích thước, có thể dự đoán VF7 có phần vượt trội VF E34 khi mẫu xe xuất hiện ở CES có đường vóc dáng khá to lớn và không quá thua kém khi so sánh với VF8. Trong khi đó, có thể kỳ vọng VF7 khi bán ra thị trường sẽ được nâng cấp hiệu năng vận hành so với thông số của VinFast VF E34 đang được bán tại Việt Nam. Hiện tại, VF E34 có cấu hình của động cơ điện đặt ở cầu trước với công suất 147 mã lực và mô men xoắn 240 Nm. Cụm pin có dung lượng 42 kWh và đạt phạm vi di chuyển tối đa khoảng 285 km khi sạc đầy. VinFast cho biết, ở bản cập nhật phần mềm trong tương lai sẽ có thể chạy được 300 km với mỗi lần sạc pin.
VinFast có thể công bố thông số chi tiết của VF7 trong tương lai gần và để chuẩn bị cho việc mở bán mẫu SUV điện hạng C mới vào năm sau. Với việc mẫu xe được trưng bày tại CES 2022 ở dạng nguyên mẫu, rất có thể ở phiên bản sản xuất thương mại, thiết kế cũng như trang bị của xe sẽ có sự thay đổi. VinFast VF7 lộ diện trong nhà máy, hai điểm khác bản concept, dễ là xe thương mại sắp bán ra thị trường. Sự khác biệt giữa chiếc VinFast VF7 mới lộ diện so với mẫu concept cũng tương tự những gì có trên mẫu VF6 thương mại mới ra mắt vừa qua. Hình ảnh một chiếc VinFast VF7 với màu sơn xanh được cho là trong nhà máy của hãng tại Hải Phòng đang được chia sẻ rộng rãi trên nhiều hội nhóm xe điện trên mạng xã hội. Những ai theo dõi sát thông tin về xe VinFast sẽ thấy quen thuộc khi nhận ra đây chính là góc đỗ xe của những chiếc VF8 và VF9 thử nghiệm trước khi mở bán chính thức. Nếu để ý kỹ, có thể nhận ra chiếc VF7 này có một số điểm khác biệt so với bản concept từng được trưng bày tại cả Mỹ và Việt Nam. Điểm thứ nhất là sự biến mất của dòng chữ VinFast phía sau. Điểm thứ hai là bộ mâm tối màu. Bên cạnh đó, logo VF7 cũng được đặt ở vị trí mới lệch sang phải nhiều hơn. Việc lược bỏ đi dòng chữ VinFast phía sau đuôi xe cho thấy đây có thể là bản thương mại của VF7 sắp bán ra thị trường trong thời gian tới. Trước đây, VF6 bản concept cũng được gắn dòng chữ VinFast ở cửa cốp xe, nhưng bản thương mại đã bỏ đi chi tiết này. VF6 bản sản xuất bán ra thị trường cũng có một vài thay đổi nhỏ trong thiết kế so với bản concept. Do đó, không loại trừ khả năng VF7 bản thương mại sẽ còn có những thay đổi khác. Hiện chưa rõ thời điểm ra mắt của VinFast VF7 bản thương mại. Trước đây, tư vấn bán hàng đại lý từng tiết lộ rằng VF7 sẽ ra mắt không lâu sau VF6. Mẫu VF6 bản thương mại vừa được cho ra mắt hồi cuối tháng 9 năm 2023. Theo công bố trước đây của VinFast, VF7 có kích thước 4545 x 1890 x 1635 mm, chiều dài cơ sở 2840 mm, tức là ngang Santa Fe hay Sorento. Xe có thiết kế dễ nhận diện với kính sau vuốt dốc kiểu Copper. Có tới 3 tùy chọn mâm kích thước từ 19 inch đến 21 inch. Loại mâm của chiếc xe mới lộ diện có thể có kích thước 19 hoặc 20 inch. Nếu giống bản concept, VF7 thương mại sẽ có nội thất thiết kế tối giản như VF8 hay VF9 với màn hình 12,9 inch trung tâm. HUD hiển thị tốc độ và một số thông tin vận hành. Ghế xe là nỉ ở bản thấp và da ở bản cao. Bản cao cấp nhất có cửa sổ trời toàn cảnh. Bản concept của VF7 có hai thông số động cơ. Bản Eco có công suất 201 mã lực và mô men xoắn 310 Nm, hệ dẫn động cầu trước. Bản Plus được trang bị động cơ công suất 349 mã lực và mô men xoắn 500 Nm, hệ dẫn động 4 bánh. Thông số này có thể thay đổi khi bản thương mại ra mắt nếu giống với VF6. Pin của VF7 concept cho chạy đến 450 km một lần sạc ở bản Eco và 431 km ở bản Plus. Giá VF7 khi mở bán nhiều khả năng sẽ cao hơn VF6 do ở phân khúc trên. Hiện VF6 có giá niêm yết từ 675 triệu đến 765 triệu đồng khi thuê pin. Gói thuê pin giá 1,8 triệu đồng một tháng, giới hạn 1.500 km, vượt quá tính 1.200 đồng một km. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. VinFast VF7 sẽ là mẫu xe mạnh nhất phân khúc C-SUV khi ra mắt. Sở hữu công suất tối đa lên tới 349 mã lực, VinFast VF7 sẽ là mẫu xe mạnh nhất phân khúc C-SUV khi ra mắt. Mẫu xe này cũng sẽ vượt trội so với các đối thủ xe xăng về chi phí năng lượng nếu được VinFast áp dụng chính sách cho thuê pin tốt như hiện nay. VF7 không có đối thủ về sức mạnh trong phân khúc C-SUV. Dù chưa ra mắt chính thức, song theo thông số kỹ thuật mà VinFast từng công bố, VF7 bản Plus có công suất tối đa lên tới 260 kW, tương đương 349 mã lực. Trong phân khúc C-SUV, mẫu xe bán chạy nhất là Mazda CX-5 bản 2.0 Premium có công suất tối đa 115 kW, chưa bằng một nửa so với VF7. Hyundai Tucson phiên bản 2.0 xăng đặc biệt có công suất tối đa là 134 kW, vượt xa Ford Territory Titanium 1.5 AT 118 kW và Toyota Corolla Cross 103 kW, nhưng cũng chỉ bằng phân nửa so với mẫu ô tô điện mới nhất của VinFast. Ngay cả ở các phiên bản cao cấp nhất, Mazda CX-5 bản 2.5L Signature Exclusive có công suất cực đại 140 kW, cao hơn Hyundai Tucson Turbo 134 kW, Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid 125 kW,
Ford Territory Titanium X 118kW, nhưng vẫn kém rất xa mức công suất cực đại của VinFast VF7. Không chỉ gấp đôi về khả năng tăng tốc, sức kéo của VF7 cũng tỏ ra vô đối trong phân khúc C-SUV khi mô men xoắn cực đại đạt 500Nm, bỏ xa các phiên bản cao nhất Hyundai Tucson Turbo 265Nm, Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid 305Nm, Mazda CX-5 bản 2.L Signature Exclusive 252Nm và Ford Territory Titanium X 248Nm. Mẫu ô tô điện mới nhất của VinFast cũng có chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc C là 2840mm. Điều này không chỉ đem đến cảm giác lái ấn tượng mà còn giúp cho VF7 có không gian nội thất rộng nhất phân khúc C-SUV. Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS và gói tính năng thông minh VF Connect vốn là DNA vượt trội của xe điện, nên VF7 chắc chắn cũng sẽ không có đối thủ trong phân khúc C-SUV về các trang bị này. VF7 mạnh như mãnh hổ, ăn uống như mèo. Cũng giống như các dòng xe điện của VinFast, VF7 hứa hẹn cũng sẽ có mức chi phí vận hành rẻ hơn từ 2 đến 3 lần so với xe xăng ở cùng tầm giá, dựa trên các chính sách mà VinFast mới công bố gần đây dành cho các mẫu xe đang bán trên thị trường. Theo một số chuyên gia, VF7 sẽ được VinFast trang bị cho khối pin có dung lượng 75,3 kWh cho quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy là 431 km theo tiêu chuẩn WLTP. Theo đó, ngay cả khi giá bán lẻ điện bình quân tăng 4,5%, thì chi phí sạc của VF7 Plus cũng chỉ khoảng 600 đồng một km. Nếu VinFast cũng áp dụng gói thuê pin cố định khoảng 3 triệu đồng một tháng cho quãng đường dưới 3.000 km, thì chi phí thuê pin cũng chỉ tương đương khoảng 1.000 đồng một km. Tổng cộng mức chi phí năng lượng của VF7 khoảng 1.600 đồng một km vẫn là quá rẻ so với chi phí đổ xăng cho các mẫu xe thuộc phân khúc C-SUV. Anh Dương Vũ, một khách hàng đang chờ từng ngày để đặt cọc VF7, phân tích. Theo anh, những khách hàng tiên phong đặt cọc VF7 và lựa chọn thuê pin sẽ là những người có lợi nhất khi sở hữu một mẫu xe mạnh như mãnh hổ, ăn uống như mèo. Theo thông tin mới nhất được hé lộ trên fanpage của VinFast, nhiều khả năng VF7 sẽ chính thức được ra mắt vào ngày 21 tháng 11 năm 2023 tới đây. Mẫu xe đa lợi thế này hứa hẹn sẽ khuấy đảo thị trường, đè bẹp các đối thủ xe xăng và chiếm lĩnh ngôi vương trong phân khúc C-SUV. Từ Tuổi Trẻ Thủ Đô, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Chiêm ngưỡng VinFast VF7 phiên bản giới hạn mang tên dòng lửa. VF7 phiên bản màu đặc biệt Hỏa Long độc bản Dragon Force của VinFast đã xuất hiện trên sân khấu Maroon 5 tới ngày 16 tháng 12 ở Phú Quốc. Xe chính thức mở cổng nhận đặt cọc từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Trong đêm nhạc S Wonder Winter Festival tối ngày 16 tháng 12, các nghệ sĩ và khán giả có cơ hội chiêm ngưỡng dòng lửa mới nhất từ VinFast. Ngay sau phần trình diễn của Double Duty, chiếc VF7 Dragon Force xuất hiện từ cánh trái sân khấu, bước ra từ chiếc xe, Hoàng Tulliver đeo kính đen cùng trang phục vest đầy bất ngờ. VF7 phiên bản màu đặc biệt, Hỏa Long độc bản Dragon Force của VinFast lấy ý tưởng từ sự hòa quyện tự nhiên giữa ánh sáng lửa thiêng với nguồn năng lượng bóng đêm bất tận. Mô tả về VF7 Hỏa Long độc bản, hãng xe cho biết thiết kế xe lấy cảm hứng từ dòng lửa, biểu tượng của một thế giới đầy năng lượng và đam mê không ngừng. Không gian của dòng lửa huyền bí, thách thức, song đầy lôi cuốn, thôi thúc cảm hứng chinh phục mãnh liệt. Trong thế giới của dòng lửa, năng lượng không biên giới, mạnh mẽ và đầy quyền năng, thách thức sự bản lĩnh chinh phục dẫn lối bởi đam mê. VF7, Hỏa Long độc bản chính là biểu tượng của sự đam mê và lòng kiêu hãnh. Sức mạnh động cơ của phiên bản này tương tự VF7 Plus, mẫu xe sử dụng hai động cơ điện cho tổng công suất 349 HP và mô men xoắn cực đại 500Nm. Kết hợp với động cơ là hệ dẫn động hai cầu đi kèm 3 chế độ lái Eco, Normal và Sport. VF7 Dragon Force được mở đặt cọc từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Đây được xem như món quà năm mới Giáp Thìn VinFast dành tặng khách hàng, mang theo ý nghĩa của sự sáng tạo và đổi mới không ngừng. Xe có giá bán cao hơn 6,8 triệu đồng so với VF7 Plus, giá mới khoảng 1,2 tỷ đồng kèm VIN. Là phiên bản giới hạn, VF7 Hỏa Long độc bản cũng chỉ sản xuất 68 chiếc, dành cho những người kiên định, bản lĩnh, đam mê và tràn đầy nhiệt huyết. Mẫu xe có màu sơn đen bóng, đi cùng điểm nhấn vàng đồng, đầy ấn tượng ở logo, huy hiệu. Mỗi xe đều có đánh số thứ tự theo công nghệ đặc biệt dành riêng cho chủ sở hữu. Năm mới Giáp Thìn mang theo ý nghĩa của sự sáng tạo và đổi mới không ngừng với nguồn năng lượng mạnh mẽ của sự tự tin và ý chí kiên cường. Trước đó, VinFast VF7 chính thức ra mắt khách Việt Nam vào ngày 21 tháng 11 với hai phiên bản Base và Plus. VF7 giống như bản thu nhỏ của VF9 và sản phẩm thương mại thứ tư được hãng xe giới thiệu trong năm 2023.
Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website,